Rồi, để xuất dữ liệu của thiết bị này thì mình dùng USB nha. Này, dùng USB rồi. Rồi, mình vô menu. Mình có thể xuất cái thông tin của nhân viên rồi mình vô quản lý nè. Xuất thông tin nhân viên nè. Tải thành công, đó là mình xuất thành công. Còn mình muốn xuất mà báo cáo mà chấm công thì mình vô đây, báo cáo này. Mình chọn thời gian. Mình chọn thời gian ok. Tháng 11 nè. Ngày ngày 11 nè. Ok cái nữa. Đó, mình đợi nó tải. Đó, nó tải thành công. Rồi này mình vô mình rút ra mình cắm vô máy tính ra vậy. Kiểm tra trên máy tính nha bạn. Đó, nó sẽ có file nè, file này là file mình chọn Z nè, này là file thông tin nhân viên nha bạn, này là thông tin nhân viên này. Đó, còn file này là file thông tin chấm công nha bạn. Nè tên gì đó ca máy nè, ngày 1 nè các bạn, đó thấy không, rồi đích nè, này bằng tiếng Việt nha các bạn, giờ làm việc nè. Báo cáo tổng hợp nè. Rồi nha các bạn.